F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus. Riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ chỉ định và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện. Đây là hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong khám và kê đơn cho F0 điều trị tại nhà do đội y tế lưu động thực hiện. Theo đó, nếu F0 bị sốt trên 38,5 độ được hướng dẫn dùng hạ sốt. Nếu sau khi dùng hạ sốt 2 lần không đỡ, cần báo ngay cho cơ quan quản lý F0 tại nhà để xử lý. Nếu bị ho khan nhiều thì dùng thuốc giảm ho. Còn thuốc kháng virus dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc COVID-19, tốt nhất trong 5 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Riêng thuốc chống viêm và thuốc chống đông máu đường ống không phát sẵn cho F0 mà phải được bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19.